Xin chào tất cả các cháu đã quay trở lại kênh của bà Tân Vlog. Các cháu ơi, hôm nay bà lại tiếp tục làm clip. Bà làm một đĩa bánh tráng trộn siêu to khổng lồ các cháu nhá. Các cháu ơi, đây này, những nguyên liệu của đĩa bánh tráng trộn siêu to khổng lồ bà đã đi chợ về đây nhá các cháu nhá. Đây là bánh tráng đây các cháu nhìn này, đây đấy. Đây này, ôi rất ngon các cháu nhá. Đấy. Bánh tráng đấy các cháu ạ. Đấy. Ngon lắm các cháu ạ. Còn đây là xoài này các cháu này. Đấy, xoài xanh nhá các cháu nhá, bà mua về đây nhá. Đấy. Còn đây là bà mua 150 quả trứng cút đây này các cháu này. Đấy. Rất ngon. Thế còn đây là rau răm này các cháu này. Đấy. Đấy. Còn đây là gia vị nhá các cháu nhá, bò khô này, lại gà khô này, lại hành khô này, nhiều ấy lắm, ngon lắm các cháu ạ, thơm lắm. Thế còn đây là bột canh nhá các cháu này. Đấy. Các cháu ơi, nếu mà bà làm một đĩa bánh tráng trộn siêu to khổng lồ thì chắc là phải có những cái thứ này đấy nhá các cháu nhá. Các cháu xem clip của bà hôm nay thấy hay thì like và đăng ký kênh để ủng hộ bà nhá, để bà có thêm nhiều sức mạnh nhá các cháu nhá. Thì bây giờ bà sẽ đi gọt xoài, làm xoài trước các cháu ạ. Các cháu ơi, bây giờ bà gọt xoài nhá các cháu nhá. Đây. Các cháu ơi, đĩa bánh tráng trộn mà không có xoài là nó không ngon đâu nhá các cháu nhá. Đấy. Các cháu ơi, bà lạo này, bà lạo nhá. Đấy. Các cháu nhìn ngon không? Ui, vào hột. Tí sau bà cắt đôi quả trứng ra các cháu ạ. Sau bà trộn vào. Bà chưa bao giờ bà làm, hôm nay bà làm biết có ngon không. Bà ước gì làm nó ngon như bánh tráng trộn của Sài Gòn các cháu nhá. Các cháu ơi, những nguyên vật liệu của cái đĩa bánh tráng trộn siêu to khổng lồ bà đã làm sẵn hết rồi nhá các cháu nhá. Trứng bà đã bổ rồi này. Bà bổ một thỉnh thoảng bà để một quả bà chưa bổ này. Đấy. Và đây là xoài bà lạo xong hết rồi các cháu ở đấy. Ngon lắm các cháu ạ. Rau răm bà cũng thái rồi nhá các cháu nhá. Đấy. Bà sẽ đổ bánh tráng vào chiếc chảo khổng lồ của bà đây này. Đấy. Rất to. Nào bà đổ này các cháu ơi. Ôi, các cháu nhìn ngon không? Ôi, rất ngon các cháu ạ. Đấy. Ngon lắm này các cháu này, đấy. Ôi, các cháu này nhiều lắm. Thì bây giờ bà sẽ cho ấy vào nhá các cháu nhá. Bà sẽ cho xoài vào này các cháu này. Đấy. Ui. Đấy, các cháu ơi, bánh tráng trộn là phải trộn rồi các cháu ạ. Đấy, bà cứ rắc hết một lượt xoài lên sau bà trộn nhá các cháu nhá. Này, cháu này bà đảo xoài nhá, đảo nhá. Đấy. Có đảo đi. Có đảo đi các cháu ạ. Đấy, các cháu nhìn thấy ngon không? Rất ngon. Đấy. Cuộc đời bà cũng gần 60 lồi bánh chưng rồi, chưa bao giờ bà làm bánh trộn nhá, tráng trộn nhá các cháu nhá. Đấy. Các cháu ơi, bà tưới sa tế này các cháu này. Đấy. Rất ngon các cháu ạ. Đấy. Thì bây giờ bà lại cho tiếp cái này vào nhé các cháu nhá. Này, bò khô, gà khô các cháu này. Đấy, ngon lắm các cháu ạ. Đấy. Này bà cứ cho cá vào cho bà đào một thẻ nhé các cháu nhá. Đấy. Ngon lắm các cháu ơi.
Đấy, mà cho tiếp bột này vào nữa này các cháu này. Đấy. Bà làm một phát luôn này, bây giờ bà cho cả trứng vào luôn này các cháu này. Đấy. Quấy. Đấy. Rồi, bây giờ bà đảo nhá. Quấy các cháu ơi, ngon lắm các cháu ạ. Đấy, các cháu này. Đấy. Các cháu ạ, ngon lắm. Các cháu ơi. Các cháu tới đây sau cùng thưởng thức với bà nhá. Xem làm bà làm có được ngon như bánh tráng Sài Gòn không nhá các cháu nhá. Rồi. Rất ngon các cháu ạ. Ui. À, các cháu này đấy. À, các cháu ơi, bây giờ bà cho tiếp vào răm vào này. Đấy. À, các cháu nhìn này, đấy. Tinh trứng này. Thơm quá. Ngon lắm các cháu ạ, là bà cho rau răm vào nhá các cháu nhá. Này. Đấy, cho mấy cái rau răm thôi, chết thì nhiều rau răm quá rồi. Nhiều rau răm quá. À. Thế cứ tưởng hết nhiều rau răm. Mua nhiều quá, rửa rau răm. Đấy. Các cháu ơi, bây giờ nhá, bà cho ra cái mâm khổng lồ của bà nhá. Cái đĩa khổng lồ của bà nhá các cháu nhá. Đấy, ngon lắm các cháu ạ. Đấy, ui dồi. Đủ các màu các cháu nhỉ, ngon lắm, đấy. À, các cháu ơi, bây giờ bà cho ra cái đĩa khổng lồ nhá các cháu nhá. À, các cháu nhìn này. Wow, ui dồi, đấy, đấy, đấy. Ngon lắm các cháu ạ. Đấy. Mà nó óp thế nhỉ. À, cho hơi hơi nhiều xoài các cháu ạ. Đấy. Cuộc đời bà gần 60 nồi bánh chưng rồi cho nên là bà chưa làm bao giờ. Nhưng mà hôm nay bà làm ăn cũng ngon nhưng mà. Đấy. Và ui. Các cháu ơi, các cháu nhìn nó có giống cái bánh tráng trộn của Sài Gòn đúng không ạ các cháu ơi. Đấy, ôi chết rồi, mất miếng rồi. Các cháu ơi, thế là đĩa bánh tráng trộn của bà đã làm xong rồi nhá. Bà đã trộn xong rồi thì bây giờ bà mời các cháu tới đây cùng ăn thưởng thức với bà nhá. Thì bây giờ bà mang ra ngoài kia bà mời các chị với các cháu nhà bà nhá. Đấy, rồi, ui. Ngon quá. Em mời các chị nhá. Chị Nhan. Các cháu. Vâng, vâng. Món đi em làm hôm nay nó cũng hơi nhiều xoài. Nhưng mà lâu lâu em làm nó ngon nữa kìa. Ngon. Mời mẹ các bá nhá. Vâng. Mời các bạn nhá. Mẹ bá. Có siêu cay không? Mời các bạn ăn nhá. Cay à. Như nó hơi hơi nhiều xoài. Vâng. Bà mời các cháu nhá. Ngon quá nhỉ. Ăn ngon ba. Nhiều xoài. Ngon. Đậm đà quá. Xoài ở đây nó có nhiều vị chua. Ngon lắm. Đậm quá. Tuyệt vời đấy. Ngon mà. Chua lại ngon lắm. Ngon lắm các cháu ạ, không cay đâu. Ngon các bạn. Ngon lắm mọi người ạ. Ngon lắm các cháu ạ, hôm nay em bà làm đĩa bánh ngon quá. Rồi em cảm ơn chị. Các cháu ơi, bà giới thiệu với các cháu nhá. Đấy, có đến nhiều clip rồi mà hôm nay mới gặp được chị gái ngồi dự thưởng thức nhá các cháu đấy. Hôm chị nay gái đây. Chị gái hôm nay em gái làm đĩa bánh ngon quá đây là mời chị gái hôm nay chị gái đến ăn vui quá. Các cháu ạ, các cháu ạ, còn đây tiếp là em gái này các cháu này đấy. Cháu ơi. Các cháu ơi, dạ. Chị em nhà bà nhìn cứ như là ở trong chương trình Lục Lạc Vàng nhỉ. Đúng đấy, nói đi được đấy. Rất xinh gái các cháu ạ, đấy. Có bao nhiêu cái xinh thì chiếm hết rồi của các cháu gái xinh nhá các chị, các cháu ạ. Còn ăn mày nhá chị. Còn hoa hả? Ăn đi em, ăn đi. Hôm nay em làm bánh ngon lắm rồi. Tưởng tượng như là chương trình Lục Lạc Vàng.
lương cháu này nha. Vâng. Ui. Đấy. Chúng... Bánh ăn. Ăn đây, ăn đây. Nào hắn mới ăn bữa nhà cô Tân, cô làm bữa miếng này to các bạn, khổng lồ đây, gấp tuyệt vời nhá. Quay được. Thế nào em làm con ngon được như bánh tráng ngon trộn của Sài Gòn đúng không hả chị? Ngon tuyệt vời. Cứ cho ăn mạnh lên. Chiến thôi. Nhưng mà các bạn ăn nhá. Nhưng mà các bạn nhá. Ngon quá. Ngon các bạn. Nhưng mà các bạn đưa bánh tráng trộn đấy. Ngon quá. Ăn thêm quả trứng cút. Ăn phải sợ bắt mũi. Ăn đi chị, ăn đi. Nhận nguồn vào lấy đi. Cứ ăn thêm. Ngon cực kỳ luôn. Ngon quá bạn. Ngon quá. Thơm quá. Ngập quen rồi. Cháu ơi bà ăn này. Cháu ơi bà ăn này. Bà ăn thật nhiều cho béo, bà gầy lắm cháu nhá. Ngon. Đây quá. Bà vừa mới xin xong ấy. Để đến cháu xin. Bánh trắng trộn này ngon, ngon quá. Trứng cút lộn ăn cũng ngon này. Dịp gần đây chắc là bà béo các cháu ạ. Đấy, bà ăn tiếp, ăn nhiều. Tuần bà tăng. Bà ăn nhiều mà, để làm clip. Chua chua cay cay. Này có cả mùi dăm nữa, thơm lắm. Chua chua cay cay nó phải mùi dăm. Đúng rồi, cháu là con trai để ăn ít rau răm thôi. Thơm này. Để tàm gái thôi. Ăn nó thơm lắm. Ngon lắm. Ảnh hưởng đấy. Ảnh hưởng đấy. Ăn mạnh lên anh em ơi. Sắp hết rồi. Sắp hết rồi. Cố lên. Các cháu ơi, thế là bà làm đĩa bánh tráng trộn siêu to khổng lồ đã hết rồi các cháu nhá. Thì các cháu mà xem clip của bà hôm nay thấy hay thì like và chia sẻ video để ủng hộ bà nhá. Để bà có nhiều sức mạnh nhá các cháu nhá. Rồi, bà chào các cháu nhá. Bye bye. Bye mọi người nhá.